những nội dung của chương trình: phong phú hàng hóa bình ổn thị trường mùa cuối năm, sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân, phương án nào phù hợp. Xin chào quý vị đã đến với chương trình Tài chính Kinh doanh của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào quý vị khán giả, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết cổ truyền rồi. Không biết là Huỳnh Giao đã mua sắm cũng như là chuẩn bị những gì cho ngày Tết chưa? Nghe Xuân Hiến nói mà Huỳnh Giao cảm thấy rất là nôn. Năm nào thì gần Tết á, thì Huỳnh Giao cũng hay đi chợ Tết với mẹ. Và Hiến biết không, vào cái thời điểm đó thì hàng hóa phục vụ Tết đầy ắp ra, tha hồ cho mình lựa chọn. Theo như số liệu từ các nhà sản xuất và phân phối, thì tại thời điểm này, hàng hóa chuẩn bị cho Tết Mậu Tuất năm nay khá là đầy đủ rồi và đảm bảo phục vụ cho người tiêu dùng cho đến hết ngày cuối cùng của năm, nhất là các mặt hàng bình ổn thị trường nữa nha. Và một tin vui đó là hàng hóa bình ổn sẽ bảo đảm cả về số lượng và chất lượng cũng như giá cả không tăng trong một tháng trước Tết và một tháng sau Tết. Có thể nói là rất đáng chú ý phải không Huỳnh Giao? Và bây giờ thì xin mời quý vị khán giả cùng xem những chuyển động của thị trường Tết trong dịp cuối năm qua một phóng sự của chương trình. Năm nay, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cách nhau một tháng rưỡi. Nhu cầu mua sắm Tết dự kiến tăng đột biến từ đầu tháng 2 năm 2018 dương lịch. Đây là thời điểm thị trường hàng hóa bước vào giai đoạn cao điểm kinh doanh, mua sắm để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. So với những mùa Tết năm trước, năm nay các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường đều tăng lượng hàng dự trữ khá cao, tăng bình quân 20-30% so với kế hoạch thực hiện mùa Tết Đinh Dậu 2017. Với sự chuẩn bị hàng hóa dồi dào, phong phú, người dân thành phố hoàn toàn yên tâm mua sắm hàng Tết với giá cả ổn định. Thì cái giá trị hàng hóa để phục vụ cho bà con nhân dân trong cái dịp Tết trong 2 tháng thì khoảng là 17.600 tỷ. Trong đó thì các doanh nghiệp bình ổn thị trường tham gia các cái mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu là khoảng 7.000 tỷ. Như vậy chiếm khoảng gần 50% thị phần chung của hàng hóa Tết. Thì cái lượng hàng hóa năm nay đó thì sẽ tăng khoảng 15-20% so với kế hoạch của thành phố giao cho các doanh nghiệp. Và nếu mà so với năm 2017 thì lượng hàng hóa năm nay chuẩn bị sẽ tăng hơn khoảng từ 20-30%. Tôi nghĩ rằng với cái lượng hàng hóa đó thì có thể đáp ứng được cái nhu cầu tiêu thụ của người dân trong những ngày đón Tết. Hiện nay thì thành phố có khoảng 10.600 điểm bán hàng bình ổn, trong đó là các cái điểm mà bán các mặt hàng lương thực thực phẩm chủ yếu là khoảng 4.700 điểm. Thì như vậy thì đối với các cái khu vực mà quận ven hoặc là các huyện ngoại thành hoặc là khu công nhân, khu chế xuất thì chúng ta có khoảng 1.000 điểm bán. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cái số lượng điểm bán này cũng sẽ tải được các cái mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng bình ổn cho bà con nhân dân ở các cái vùng xa ngoài thành. Một điểm cũng cần ghi nhận đó là trong 2 tháng cao điểm phục vụ Tết sẽ có 420 chuyến xe bán hàng lưu động cung cấp hàng bình ổn cho người dân các vùng sâu vùng xa của thành phố cũng như công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong một tháng trước Tết và một tháng sau Tết, từ ngày 15 tháng 1 năm 2018 đến ngày 15 tháng 3 năm 2018, đồng thời thực hiện giảm giá sâu trong 2 ngày cận Tết đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm. Các doanh nghiệp thực phẩm đóng vai trò chủ lực trong chương trình bình ổn giá của thành phố như công ty Ba Huân đã chuẩn bị lượng hàng Tết cao hơn 20% so với Tết Nguyên đán 2017, chủ yếu là trứng gà, trứng vịt, thịt gà và nhiều thực phẩm chế biến. Công ty cổ phần Sài Gòn Food đã chuẩn bị hơn 800 tấn thành phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Tại công ty Viết Xăng, trên 3.000 tấn thịt heo, thịt bò tươi sống tăng 30% và trên 3.500 tấn thực phẩm chế biến các loại tăng 15% so với năm trước đã sẵn sàng để đưa ra phục vụ người tiêu dùng. Tổng giá trị hàng hóa công ty dự trữ cho đợt Tết năm nay là 650 tỷ đồng. Về phía các nhà phân phối bán lẻ thì Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đã phối hợp với các đơn vị sản xuất, nhà cung cấp chuẩn bị kế hoạch tăng cường lượng hàng thiết yếu lên từ 2 đến 4 lần. Theo đó, tổng lượng hàng hóa dự kiến cung ứng cho 3 tháng trước, trong và sau Tết năm nay của Sài Gòn Co-op là hơn 130.000 tấn, tăng 15% so với năm trước. Đáng lưu ý, lượng hàng bình ổn tăng từ 5-30% tùy nhóm, các mặt hàng còn lại có độ tăng trưởng khác nhau từ 15-30%.
Dự kiến tăng cao nhất nằm ở nhóm thực phẩm tươi sống, gồm rau, củ quả, trái cây, các loại thịt và các mặt hàng được ưa chuộng dịp Tết như bánh mứt, nước giải khát, bia. Ngoài ra, hệ thống siêu thị Co.opmart dự kiến trong thời gian Tết Mậu Tuất sẽ tổ chức khoảng 200 chuyến bán hàng lưu động đến vùng sâu, vùng xa và phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên các địa bàn có hệ thống siêu thị Co.opmart trú đóng. Sàn Co.op cũng có chuẩn bị rất là chặt chẽ đối với lại những cái nhóm hàng ở trong nhóm bình ổn giá mà được chính quyền các cấp cũng có giao cho Sàn Co.op tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại tất cả các địa phương ở trong nước để đảm bảo những hàng hóa này sẽ không có một cái biến động giá, phục vụ bà con một cái Tết an nhiên, đầm ấm ở trong cái dịp Tết Nguyên Đán này. Dự báo chung thì bản thân trong 130.000 tấn hàng hóa này thì có những nhóm hàng cũng sẽ có những cái mức tăng rất đột biến. Cụ thể là đó là những cái nhóm liên quan đến vụ mùa Tết như là bánh chưng, bánh tét, tôm, khô, trái cây, những cái vật dụng để dùng cho cúng lễ Tết và những cái sinh hoạt trong cái cuộc sống hàng ngày Tết thì cũng sẽ có một cái mức tăng trưởng đáng kể. Và đối với những mặt hàng này thì chúng tôi cũng dự kiến là có một cái mức tăng trưởng là 30-40% để phù hợp với lại cái thị xu hướng, cái thị hiếu và cái sự đoàn tụ Tết của người dân Việt Nam trong cái dịp Tết Nguyên Đán này. Có thể nói với sự chuẩn bị đầy đủ và chu đáo của các doanh nghiệp, thị trường Tết Mậu Tuất tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không rơi vào tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp như kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện kế hoạch tạo nguồn và cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp bình ổn, thường xuyên kiểm tra trực tiếp các điểm bán hàng bình ổn thị trường, đánh giá việc chấp hành quy định về bảng hiệu, niêm yết giá, kiểm tra đột xuất các điểm bán hàng lưu động, tăng cường phối hợp giữa các sở ngành chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường về giá, an toàn vệ sinh thực phẩm để có một mùa mua sắm cuối năm ổn định, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo nhu cầu người tiêu dùng trong dịp Tết Mậu Tuất này. Thưa quý vị vừa xem phóng sự về những chuyển động của thị trường hàng hóa chuẩn bị cho những ngày Tết cổ truyền dân tộc. Thưa quý vị, những ngày cuối năm cũng là dịp mọi người thường tính toán tổng kết các khoản thu chi của mình trong năm và mong cho thu nhập ngày một khá hơn. Liên quan đến câu chuyện về thu nhập, có một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của hàng triệu người lao động, đó là thuế thu nhập cá nhân. Đúng vậy, mới đây Bộ Tài chính đã công bố dự thảo sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân đã được lấy ý kiến các bộ ngành và địa phương, hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định để trong năm 2018 trình Chính phủ và Quốc hội. Hai phương án tính thuế của Bộ Tài chính trong dự thảo này, theo các chuyên gia và một số bộ ngành, đều có những điểm chưa hợp lý. Mấu chốt của vấn đề là cần tính toán kỹ hơn để giảm gánh nặng cho người nộp thuế, nuôi dưỡng nguồn thu. Đúng vậy, bàn về vấn đề này, chương trình Tài chính Kinh doanh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc BWC Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Và để mở đầu, xin mời ông cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi một phóng sự ngắn của chương trình. Theo dự thảo sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân từ tiền công tiền lương vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định, có hai phương án tính thuế mới. Ở cả hai phương án, Bộ Tài chính đều đề xuất giảm số bậc từ 7 về 5. Với phương án 1, thu nhập chịu thuế tới 10 triệu đồng, mức thuế là 5%, từ 10 đến 30 triệu đồng mức thuế 15%, từ 30 đến 50 triệu đồng mức thuế 25%, từ 50 đến 80 triệu đồng thuế 30%, trên 80 triệu đồng mức thuế 35%. Theo phương án này, cá nhân có thu nhập tính thuế dưới 10 triệu đồng mức thuế sẽ không đổi. Thu nhập chịu thuế từ trên 10 triệu đồng sẽ được giảm thuế so với hiện nay. Thu ngân sách giảm khoảng 1.300 tỷ đồng một năm. Với phương án 2, thu nhập chịu thuế đến 5 triệu đồng mức thuế là 5%, từ 5 đến 10 triệu đồng thuế 10%, từ 10 đến 40 triệu đồng thuế 20%, từ 40 đến 80 triệu đồng thuế 30%, trên 80 triệu đồng thuế 35%. Với phương án này, cá nhân đang có thu nhập chịu thuế từ 10 triệu đồng trở xuống sẽ không bị thay đổi mức đóng. Thu nhập chịu thuế từ 10 triệu đồng trở lên sẽ tăng mức đóng thuế so với hiện tại. Tổng số thu ngân sách ước tăng khoảng 500 tỷ đồng một năm. Bộ Tài chính đề xuất ưu tiên chọn phương án 2. Chúng ta vừa theo dõi một ghi nhận của chương trình và có thể thấy thuế thu nhập cá nhân thì tác động trực tiếp đến hàng triệu người lao động hiện nay. Vậy thì theo ông, biểu thuế thu nhập cá nhân hiện nay có gì không hợp lý và cần phải cải cách không ạ? Có một số điểm mà biểu thuế còn bộc lộ mà cần nên xem xét để mà có cái cải cách nhất định. Ví dụ như là số bậc chẳng hạn thì nó có những 7 bậc.
Và khi bảy bậc như vậy ấy, mà cái mức độ mà cái ngưỡng chịu thuế giữa các bậc nó còn sát nhau, dẫn đến là người lao động họ có lương hàng tháng nhưng vì có một cái khoản thu nhập như thưởng, tiền thưởng hoặc tiền trợ cấp đột xuất vô hình chung cuối năm thì họ lại nhảy bậc là phải đóng thêm thuế vào quy toán chẳng thuế chẳng hạn. Cái thứ hai nữa là cái ngưỡng chịu thuế giữa các bậc thì đều có rất nhiều số là số lẻ, dẫn đến người lao động, người nộp thuế và ngay cả bản thân tôi chẳng cũng rất là khó để nhớ cái bậc để mà tính thuế. Cái điểm thứ ba nữa là cái ngưỡng mà cao nhất ấy là 35%, thì cái thuế đó theo ghi nhận của tôi nhìn thấy ví dụ như bên Singapore chẳng hạn thì cao nhất của họ là chỉ có 2%, nhưng mà áp dụng đến cái ngưỡng đó là phải tầm 20.000 đô, trong khi của mình là 80 triệu khoảng độ 3.800 đô, tạo nên cái bất lợi nhất định. Ví dụ cho những người nước ngoài họ đến Việt Nam công tác chẳng hạn, họ sẽ xem xét là đến nước nào thì sẽ thuận lợi hơn. Cái do lại cái nguồn thu nó cũng sẽ có những cái hạn chế nhất định. Cái điểm thứ tư là liên quan đến cái mức giảm trừ, ở đây có giảm trừ là trừ gia cảnh, thì đã xem xét để điều chỉnh một lần vào thời điểm tôi nhớ là 2013, cũng có cái kỳ vọng rằng là khoảng độ 5 năm một lần thì nên xem xét, bởi vì cái mức mà 3.6 triệu rồi so với cái mức mà lạm phát trượt giá chẳng hạn, nếu mà có điều chỉnh thì sẽ giúp đỡ rất nhiều cho những cái người lao động. Đây là cái biểu thuế dành cho áp dụng cho những người có thang bảng lương, tức là thuế thu nhập tính trên tiền lương tiền công. Nhưng mà những cái người có thu nhập không phải từ tiền lương tiền công, thu nhập họ rất là cao, nhưng họ lại không áp dụng theo cái thuế lũy tiến từng phần như thế này, mà họ lại áp dụng một cái mức thuế suất phẳng, áp dụng phẳng trên mọi thu nhập, không theo lũy tiến. Như vậy nó không đảm bảo cái tính công bằng dọc, đúng không? Đấy. Và thứ hai, cái nhóm này á, nhiều khi á, là thu nhập của họ là rất là cao và họ bỏ ngoài các hợp đồng rất là nhiều, đúng không ạ? Thì Bộ Tài chính lại không có một cái phương án làm sao để kiểm soát đưa vào cái khuôn khổ nộp thuế chung như thế này, mà áp dụng một cái hệ thống thuế suất riêng phẳng và nó thấp hơn rất nhiều về mặt hiệu dụng, về mặt bình quân nó thấp hơn rất nhiều so với áp dụng cái mức thuế suất tiền lương tiền công. Và trong dự thảo điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, cả hai phương án mà Bộ Tài chính đưa ra đều có một điểm chung, đó là biểu thuế suất lũy tiến từng phần giảm từ 7 bậc xuống 5 bậc. Và cái phần thu nhập tính thuế cũng như là mức thuế suất cũng có sự điều chỉnh khác nhau. Và nếu tính theo cái số thu ngân sách thì phương án 1 sẽ làm giảm 1.300 tỷ đồng, còn phương án 2 sẽ làm tăng 500 tỷ đồng. Và Bộ Tài chính thì đang nghiêng về phương án thứ hai. Ý kiến của ông về hai phương án này như thế nào ạ? Theo tôi, cả hai phương án nó có những cái điểm chung nhất định. Và đạt được một số cái mục tiêu và được đề ra, ví dụ như giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc chẳng hạn, hoặc là bây giờ cũng nếu như mà áp dụng cái phương án ấy, thì cái ngưỡng chịu thuế nó sẽ dễ nhớ hơn vì nó không còn số lẻ nữa. Như vậy nó tạo điều kiện là cho người nộp thuế thuận lợi hơn trong việc tính toán và kê khai. Đấy là cái mục tiêu có thể nói của cả hai phương án. Phương án 1 thì cái bậc 5, 6, 7 hiện nay nó không thay đổi, nên là nó không ảnh hưởng đến cái người tạm gọi là có thu nhập cao ở trên chẳng hạn, nhưng mà ở dưới thì sẽ hỗ trợ cho họ rất tốt, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và trung bình. Như vậy sẽ tạo được cái điều kiện thuận lợi cũng như tạo cái động lực để cho họ làm việc nhiều hơn, làm việc nhiều hơn thì có thu nhập nhiều hơn, và thông qua đó thì mặc dù cái ngưỡng nó, hoặc là thuế suất nó giảm nhưng mà cái số thu có thể nó vẫn sẽ cao hơn. Còn ở phương án 2 á thì nó có một số cái điều chỉnh ở giữa, tức là những cái bậc ở giữa nó có một số điều chỉnh rất là nhỏ, không có nhiều lắm, nhưng mà cái mục tiêu đối với người có thu nhập trung bình và thấp ấy, thì lại dường như không đạt được, bởi vì nó vẫn giữ nguyên như cũ, hầu như là giữ nguyên như cũ. Cải cách thuế thu nhập cá nhân là một vấn đề vô cùng khó khăn và phức tạp, bởi vì nó động chạm tới lợi ích và nghĩa vụ của đại bộ phận người lao động. Và cũng có nhiều ý kiến cho rằng là mình cần phải tính toán kỹ lưỡng để có thể làm giảm cái gánh nặng cho người nộp thuế, và chúng ta duy trì cái nguồn thu bằng cách là tìm những cái giải pháp để tăng thêm cái thu nhập cho người lao động. Vậy thì ông có những cái kinh nghiệm nào có thể tham khảo từ những cái chính sách hay là những cái phương pháp tính thuế của những nước khác không ạ?
Nếu giả sử mình có được một cái hệ thống mà giúp cho người nộp thuế kê khai trực tiếp mà kê khai qua mạng chẳng hạn, thì sẽ giảm thiểu được cái nguồn lực cho cả về phía cơ quan thuế cũng như nhà người nộp thuế. Còn một điểm tiếp theo nữa hiện nay nữa là để đơn giản hóa thủ tục hành chính ấy, thì một số nước họ có một cái giải pháp là những cái người nước ngoài họ đến nước họ công tác trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như là Malaysia hoặc là Hồng Kông chẳng hạn, thì họ đưa cái giới hạn là 60 ngày. Thì khi 60 ngày đó thì không phải nộp thuế. Ở Việt Nam mình thì không có, dẫn đến là bao nhiêu ngày sẽ phải nộp thuế. Thì có thể Việt Nam học hỏi có phải không phải 60 ngày, có thể là 30 ngày như quá khứ đã làm. Hoặc là bỏ qua một số đối tượng nhất định. Thì những cái giải pháp đó sẽ giảm thiểu thời gian của cái cơ quan thuế cũng như là thời gian của người nộp thuế, vì cái số thu từ đối tượng đó nó sẽ không có nhiều. Yeah. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông ngày hôm nay ạ. Bộ Tài chính phải rất là rõ ràng, phải sòng phẳng và dứt khoát, đúng không? Trong cái đề xuất cải cách thuế của mình, anh muốn người dân nộp thêm tiền thuế thì anh phải thuyết phục với người dân rằng là họ sẽ được lợi gì khi họ phải nộp thêm tiền thuế. Anh có đảm bảo rằng anh phải cung cấp phúc lợi tốt hơn cho họ hay không? Anh phải đảm bảo rằng là anh có đối xử không công bằng với những người nộp thuế khác hay không? Cùng một cái mức thuế suất như vậy, không cần tăng, nhưng khi thu nhập của người dân tăng lên thì rõ ràng cái mức thuế họ nộp phải nhiều hơn. Anh phải tạo ra công ăn việc làm ổn định, một cái cơ hội thăng tiến tốt, cải thiện thu nhập tốt cho người dân. Nhưng nếu như nhà nước đảm bảo được họ sẽ lo cho người dân nếu như người dân gặp bất trắc, thì như vậy người dân sẽ không cần dành một phần thu nhập để lo cho cái sự bất trắc của cá nhân họ. Họ sẽ dùng để chi tiêu những cái chuyện khác, thì nhà nước cũng sẽ thu thuế ở được những phần khác. Thì anh lại phải nộp thuế VAT, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu nếu như mua hàng nhập khẩu. Vừa theo dõi chương trình Tài chính Kinh doanh của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Những ý kiến đóng góp cho chương trình xin được gửi đến hộp thư điện tử tài chính kinh doanh htv@gmail.com. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tài chính Kinh doanh kỳ tới vào lúc 21:30 thứ năm trên kênh HTV9.